đất nước gió lửa để mà hình thành con người, không? Đất nước gió lửa là hình thành cái thân tứ đại. Dạ. Còn mình sử dụng cái thân tứ đại này. Dạ. Thầy đang nói mình tìm ra chủ nhân ông, chủ nhân ông mà đang sử dụng cái thân tứ đại này, chứ không phải thân tứ đại này là mình. Ở đây nó thể hiện qua cái đức tính là vì bá tánh. À. Ví dụ như ông Nguyễn Trung Trực, ông Đức Có Quảng Trần Văn Thành, ông vô luôn gì ta, hay là ông Ba Thới chẳng hạn đó. Người ta sống vì có thể hy sinh tánh mạng của mình, không cần mong tới tánh mạng, chỉ vì nghĩ tới cái sự bình yên cho bá tánh, sự công bằng cho bá tánh, hạnh phúc cho bá tánh, đó là cái thánh đó. Là gọi là đức thánh. Đức thánh đó, nó thể hiện qua trong cái con người chứ không ở đâu hết. Nếu cái con người làm được những cái vai trò đó gọi là thánh. Cái đó là anh nghĩ là cho hả? Đó là người đời cho hả? Người có quen. Cái đó người đời cho cũng không được, mà người đời không cho cũng không được. Bởi vì nó qua cái thể hiện thực tế của nơi họ, họ đã làm. Hả? Cái này cho cũng không được mà không cho cũng không được. Thì nói về gọi là thánh, rồi nói về cái thánh chỗ đó. Còn cái gì thì khoảng 2 năm nay là Vinh ở trong vùng miền núi không? Dạ, ở quanh vùng miền núi, quanh cái sáu tỉnh miền Tây mà đi từ đây đó. Cái này là theo anh đi theo tiếng gọi của trong con tim anh hay là có người bên trong để chỉ cho anh đi? Có người bên trong nào nữa? Mẫu một con người chúng ta. Dạ. Nó đều có vô di và hữu di. Dạ. Vô di nó gọi là tâm linh. Dạ. Vô di là cái gì? Vô di là cái mình không nhìn thấy bằng mắt thường được. Đúng rồi. Còn hữu di là cái thể xác này mình nhìn thấy rõ này. Nhưng mà cái gì đang sử dụng cái xác này? Cũng giống như cái xác này mà không có phần vô di đó đó. Thì nó ở trong nhà xác rất là nhiều. Nó có mắt nhưng nó không thể thấy được. Nó có tai nhưng nó không thể nghe được. Nó có miệng nhưng nó không thể nói được. Nó có mũi nhưng mà nó cũng không thể ngửi được mùi này hay mùi kia, mắt đi không dám. Nó vẫn có thân. Nó vẫn có thân nhưng mà nó không thọ cảm được. Vậy thì nó không thọ cảm được thì nó không sanh ra cái tác ý được, cho nên nó không có được cái thức, cái nhận thức. Như vậy là anh nói vậy là như anh bây giờ là trực tiếp nguy con. Mình đang sống trong cái chính của chính mình. Dạ. Cũng giống như anh đang sống trong cái chính của chính mình nhưng mà chưa nhận ra thôi. Hoặc là nhận ra rồi tôi không biết. Nếu như Quynh nhận ra thì tôi nói Quynh hiểu. Nhưng mọi người đều sở hữu cái đó cả. Mọi người đang sở hữu, đang vận dụng được cái thể xác này, đang sử dụng được cái xác này. Đúng rồi. Ai cũng có quyền mà để hưởng cái điều đó, nhưng mà tại vì người ta không chịu để nhìn nó thôi. Đúng không? Nhưng mà khi nhìn lại rồi thì phải làm sao? Nếu thật sự khi nhìn ra được rồi đó, thì hiểu được mọi người là mình. Mình là mọi người. Nếu như thật sự mà hiểu biết được cái sự sống đó nó hình thành từ đâu. Đó, nó có từ đâu thì sẽ thấy rằng mọi người là mình là mọi người.
chẳng khác gì cả. Thì lúc đó tự biết mình nên làm gì. Yeah. Làm thế nào? Thế nào làm cái gì? Làm cái gì? Yeah. À, làm cái gì? Để cho mọi người tìm về lại cái sự sống chân thật đó. Cái mà luôn luôn trường tồn bất di bất dịch, chứ không phải cái giả tạm này. Thường thường chúng ta khi á, mang cái thân người này rồi nghĩ rằng đó là mình, nên bị lầm tưởng, chạy theo hữu chất, hữu hình. Nhưng mà một khi mà nó hoại rồi đó, cũng vì do nó có thức này này, khi mình chưa giác ngộ hoàn toàn, chưa biết được mình là ai, mình là cái gì, mình từ đâu đấy, nên từ đó cứ nhận cái thân này là mình, rồi đi theo cái cảm nhận đó, rồi đi theo cái thần thức đó. Sau khi nó bị hoại, nghĩ là mình chết, rồi đi theo với cái thức mà chưa nhận rõ, tháo tỏ được mình là ai, mình là mình. Cái này mới gọi là vô minh. Vô minh có nghĩa là sao? Vô minh là không thấy rõ được sự thật, không biết được mình hình thành như thế nào. À, thì thầy em cũng chỉ rồi đó, đất nước gió lửa để mà hình thành con người, không? Đất nước gió lửa là hình thành cái thân tứ đại. Yeah. Còn mình sử dụng cái thân tứ đại này. Yeah. Thầy đang nói mình tìm ra chủ nhân ông. Chủ nhân ông mà đang sử dụng cái thân tứ đại này, chứ không phải thân tứ đại này là mình. Nó rõ ràng đấy. Trời, anh nói vậy là cũng đúng đi. Nhưng mà cái theo như em á, em nghĩ á, tại vì á, theo như anh nói á, cái có cái hồn á, thì em nói cho dễ nghe hơn nha. Có cái hồn thì có cái xác. Mà nếu cái hồn mà không có cái xác đâu có làm gì được. Nó chơi công dụng đó đó. Nếu mà tất coi nhiên, mình không dụng nó không được. Cái xác là cái pháp. Yeah. Cái xác là cái thiền. Yeah. Để đưa chúng ta đi. Yeah. Bởi vì sao phải cần dùng tới cái xác này? Yeah. Cũng vì cái sự vô minh. Yeah. Chúng ta chưa hoàn toàn giác ngộ, nên phải mượn cái thân xác này trải qua. Trải qua gì? Để làm sao để có hoa sen. Dạ. Yeah. Phải sống dưới bùn. Ừ, nó phải tiếp nhận cái bùn, nó hưởng thụ cái bùn đó, cái vũng bùn đó, để nó ngộ ra được, để nó mới có được một cái hoa sen. Yeah. Và hoa sen ở đây là nói cái gì? Đó là sự hiểu biết tháo đáo, không còn phân biệt mùi hôi tanh nữa. Đây này, cái thân xác này là do dục vọng nó hình thành. Yeah. Sự cáo tạo của dục vọng hình thành, nên khi mẫu chân linh đi vào thân xác này, làm chủ được cái gì? Làm chủ được thân xác này, không cho nó chạy theo dục vọng, không cho nó chạy theo vọng tưởng. Vọng tưởng hồi nãy tôi đã chia sẻ, vọng tưởng là cái gì? Vọng tưởng ví dụ như thấy xác, thấy cô gái đẹp rồi muốn là của mình, cho nên nó mới sanh ra cái ham muốn. Yeah. Mà anh nói ở vọng tưởng á, thì ai ai cũng có. Mà theo em nghĩ như nè, ông nói sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật thì nó đi tới cái chỗ tới lục tập, không? Lục tập. À, phải lục tập không? Không, em hỏi anh phải không? Phải. Dạ. Yeah. Mà cũng không phải. Đúng rồi. Đó sao đúng là đúng. Hả? Đúng là đúng sao? Tại vì á, ở lục tặc á, sáu chữ Di Đà này nếu mà không có lục tặc đi không tới đâu hết. Tại nhờ lục tặc đó mới đi tới sáu chữ Di Đà. Nếu ở đây mà người ta trừ thì dứt khoát, ví dụ trừ anh sẽ chết, anh bỏ nó đâu có được đâu. Mà anh hãy kêu nó trở lại đi, cùng đi với mình. Mình là bạn. Cái gì đâu cuối cùng đâu có bỏ đâu. Cái con vẫn còn ở trong mình. Mà hồi xưa á, anh nói hồi nãy đó, nó thiện vậy, nó là ma đó. Nhưng mà hồi đó là Phật được hay không là do nó đó. Tại vì xuất phát từ ở lục tặc mới có dục vọng. Mà lục tặc nó là sáu chữ Di Đà, Nam Mô A Di Đà Phật đó. Cho nên người ta muốn trừ lục tặc ta lấy là
Nam Mô A Di Đà Phật, chúng ta cắt dằn thôi chứ đâu có giải quyết được cái gì đâu. Ngăn chặn thôi, nó nằm ở đó thôi chứ đâu có là, đâu có giải quyết được. Mà phải phân nó ra, đem nó ra rồi phân xong hết rồi mày là bạn của tao, đi cùng với tao. Nó đó là mới tới nơi đích với nó chứ mình đó, chứ nếu anh bỏ nó không được đâu. Thế em biết là nó là gì đó. Vì sao vậy? Nó nằm ở trong mình của mình, nó đâu có nằm ngoài cái mình đâu. Cái đó Quỳnh đang miêu tả về cái tại vì anh nói dục vọng, như nãy nói dục vọng đó, dục vọng nó xuất phát từ ở lục tặc, nó mới có được rồi lục thân, tới lục thân nữa, lục can dạ. Nó nhiễm lục trần rồi á. Này anh nhớ không, cái câu Đức Thích Ca nói lục thân đời trước mà thi hài còn đây, ta bái lại tỉnh người tìm bói và ngậm ngùi vì nhớ kiếp xưa. Thì ở đây cái lục thân của mình, nếu mà mình lục căn dùm, lục thì căn. Lục căn cũng được hay là lục thân cũng được. Nay thì nói chung á, em cũng nói cho anh câu gì, tại sao mà ông nói á, vào Lục Châu chẳng rút nghỉ ngơi, thì ông người ta cứ nghĩ là đi Lục Châu là Đức Thầy ổng đi vào Lục Châu này thì đúng là vậy. Như vậy thì ở trên trái đất này nó có chỉ có 5 châu, còn một châu nữa đâu? Cái châu đó đó. Châu đó nằm ở đâu? Nó nằm trong ý tưởng của con người. Thì đúng rồi, nhưng mà anh nói phải cho nó chính xác. Tại vì nó có hình hài đàng hoàng. Tại vì ở đây 5 châu á, còn cộng với mình châu nữa là kêu gọi là châu thân đó. Nó mới gọi là, ông mới nói là lục châu chẳng chút nghỉ ngơi, có bao giờ mà ông kêu mình đi đâu. Mà ông kêu mình dội ở trong cái cơ thể của mình á, dạo lục châu chẳng chút nghỉ ngơi. Cái châu thứ 6 là cái châu thân của mình đó nơi. Tao quên đi, tao quên đi cái châu thân của mình. Nếu mà nói như vậy đó, em thì không có được như anh, nhưng mà theo em biết là nó làm như vậy đó. Tại vì cái đó là sự thật. Cái châu thân mình phải tính vô. Tại vì mình ngồi trên con trâu, mình đếm 5 con trâu không mà chứ quên là con trâu mình đang cởi. Con trâu cái này tôi xin chia sẻ với quanh chỗ này. Dạ. Mình nói nắm cho rõ. Dạ. Châu thân, đây. Có đầy đủ. À. Đó. Đây là châu thân này. Dạ. Nhưng nó có 6 căn. Dạ. Mắt, mũi, miệng, tai, thân, ý. Dạ. Đó là nói về 6 căn. Dạ. Nhưng con người phải trải qua cái châu thân này. Cái châu thân này gọi là, mình tạm gọi là bùn. Bởi vì sao? Nó kết cáo bởi dục vọng. Quý vị quán kỹ cho coi, nó có phải nó kết cáo bởi do dục vọng mà hình thành không? Thì đó, thì tôi anh nói anh nghe. Từ từ. Đây này. Kết cáo của dục vọng hình thành. Cho nên khi hình thành một con người có đầy đủ những cái hệ thần kinh, nó luôn luôn phát tán ra những cái dòng tưởng. À, cái tưởng này do đâu mà có? Quý vị cứ nghĩ, quý vị do đâu mà có? Không phải ở bên trong tự nhiên nó có, mà cũng không phải bên ngoài nó mới có. À, cái tưởng này gọi là nghiệp. Nghiệp từ kiếp trước hay là kiếp xa, kiếp rất là nhiều kiếp trước, gọi là tiền kiếp. Vì rồi nếu anh nói nhiều kiếp trước, nói không có bằng chứng thì anh lấy chỗ nào để anh thấy được cái bằng chứng của kiếp trước? Anh có thể giải ra luôn được ở kiếp trước không? Mà để chứng thật cho người ta nghe không? Cái này á, nếu như tôi nói kiếp trước, dạ, thì tôi chỉ nói như vậy, chứ không thể bạch ra một cái bằng chứng cụ thể. Ví dụ như ngày hôm qua tôi kể thôi nha. Dạ. Tôi kể ngày hôm qua, tôi đang ở dưới tổ đình đó, nhưng mà lấy cái gì để làm bằng chứng đâu, cũng không được. Dạ. Vài thì kiếp trước cũng là ngày hôm qua. Dạ, kiếp trước cũng ngày hôm qua hả? Ừ. Tại vì nó nằm trong cái quá khứ, nhưng chúng ta mượn cái quá khứ để nói ra cái hiện tại chỗ này. Dạ.
Còn nó chứng minh cụ thể, tôi đang nói là đang chứng minh đó.